Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày 7 tháng 8 năm 2024. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Cực nóng, Paris Saint-Germain đàm phán mua Sancho. Theo Sky Sports, Paris Saint-Germain đã đàm phán với Manchester United về khả năng sẽ chiêu mộ cựu cầu thủ của Borussia Dortmund Jadon Sancho. Họ quan tâm đến cầu thủ này trong mùa hè năm nay. Ngược lại, cầu thủ chạy cánh này cũng được cho là sẵn sàng đồng ý với một thương vụ chuyển nhượng bom tấn. Man United thì muốn thu về 40 triệu bảng cho cầu thủ này, với những điều khoản cá nhân giữa Sancho và PSG được cho là không phải vấn đề quá lớn. Nếu thương vụ không thành, cầu thủ CM2000 vẫn sẽ sẵn sàng đón mùa giải mới cùng Manchester United. Dù vậy, có vẻ như Paris Saint-Germain đã bắt đầu hành động quyết liệt hơn. Mới nhất, Sky Sports đưa tin, PSG đã có những cuộc đàm phán ban đầu dành cho Manchester United về thương vụ ký hợp đồng với Sancho. Cuộc thảo luận xoay quanh các điều kiện để thực hiện một thỏa thuận chuyển nhượng tiềm năng. Thực tế thì Juventus và Borussia Dortmund cũng quan tâm, nhưng họ lại không thể đáp ứng mức giá 40 triệu bảng mà MU yêu cầu. Sancho đã trải qua nửa sau mùa giải trước theo diện cho mượn ở Dortmund sau khi mâu thuẫn với huấn luyện viên Ten Hag. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh và cựu huấn luyện viên của Ajax đã gạt bỏ bất đồng sang một bên để chuẩn bị cho mùa giải mới tại MU. Đôi bên đồng ý chấm dứt mọi mâu thuẫn. Sancho hiện tại cũng được sử dụng thường xuyên trong trận du đấu hè 2024. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, Man United thời điểm hiện tại để giữ chiều sâu của đội hình vẫn nên giữ Sancho ở lại. Đội Mourinho nguy cơ bị loại khỏi UEFA Champions League. Để thua liên ở lượt đi vòng loại thứ 3, Fenerbahce đang đứng trước nguy cơ không được dự Champions League mùa giải 2024-2025. Ở vòng loại thứ 2 UEFA Champions League 2024-2025, họ đã đánh bại Lugano với tổng tỷ số là 6-4 sau 2 lượt trận. Tuy nhiên, mọi chuyện không dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho ở vòng loại thứ 3 tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Ở lượt đi vòng loại thứ 3 UEFA Champions League tại Pháp rạng sáng nay, Fenerbahce thua 1-2. Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ thủng lưới ở các phút thứ 12 và 90+1. Fenerbahce đã có bàn thắng danh dự ở phút 79 nhờ pha lập công của Kavesi. Thua lên, Fenerbahce thua trận chính thức đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Jose Mourinho sau 2 trận toàn thắng trước Lugano. Thưa quý vị, thất bại này khiến đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ không có lựa chọn nào khác là phải thắng lên ở lượt về để giành vé playoff Champions League. Theo lịch thi đấu, Fenerbahce sẽ tiếp đón lên ở lượt về vào ngày 14 tháng 8 tới trên sân động Çalhanoğlu. 3 ngày trước trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho sẽ đá trận đầu tiên ở giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ gặp cao thủ Adana Demirspor tại vòng 1. Trong khi Fenerbahce phải thi đấu trước trận lượt về vòng loại thứ 3 UEFA Champions League, thì Lille này được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Istanbul. Đây là lợi thế rất lớn với đội bóng của Ligue 1 trong cuộc đua giành vé dự playoff với Fenerbahce. Theo lịch, 4 ngày sau trận làm khách trước Fenerbahce, Lille sẽ đá trận đầu tiên tại Ligue 1 mùa giải mới, làm khách trước Rams tại vòng 1 ở ngày 18 tháng 8. Tiền sử chấn thương của Dani Olmo rất đáng ngại. Không ít cổ động viên Barcelona đang cảm thấy lo lắng khi chứng kiến số ca chấn thương mà tiền vệ Dani Olmo mắc phải trong những mùa giải gần đây. Nhà báo Romano đã xác nhận rằng Barca đã thỏa thuận chiêu mộ Dani Olmo từ Leipzig với giá 55 triệu euro kèm theo 7 triệu euro tiền phụ phí. Cầu thủ người Tây Ban Nha được Barca theo đuổi tích cực từ sau Euro 2024. Đôi bên đã sớm đạt được những thỏa thuận sơ bộ trước khi đội chủ sân Camp Nou chốt được mức giá chuyển nhượng với Leipzig. Tài năng của Dani Olmo thì đã được kiểm chứng rất rõ ràng. Tại Euro 2024, anh góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch. Cầu thủ sinh năm 1998 đã ghi 3 bàn và là một trong 6 cầu thủ cùng đoạt danh hiệu vua phá lưới. Vậy nhưng Dani Olmo vẫn mang tới những nỗi lo dành cho các cổ động viên. Tiền sử chấn thương của anh là khá phức tạp. Thống kê từ Transfermarkt chỉ ra rằng 30 giải gần nhất, cầu thủ người Tây Ban Nha bỏ lỡ tới 86 trận trên một đấu trường, nghĩa là trung bình cứ mỗi mùa anh lại phải nghỉ tới 22 trận. Dani Olmo gặp phải hàng loạt những chấn thương khác nhau liên quan tới bắp chân, đầu gối và đặc biệt là dây chằng. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển trong sự nghiệp của cầu thủ người Tây Ban Nha. Chắc chắn Barca cũng không khó để nắm bắt được thông tin này. Tuy nhiên, họ vẫn chấp nhận rủi ro khi chiêu mộ anh ở phiên chợ hè 2024. Vinicius sẽ giúp Mbappe tỏa sáng. Vini đã có một mùa giải đầy thành công trong máu của Real Madrid. Không muốn dừng lại, ngôi sao Brazil quyết đặt quyết tâm cao hơn nữa ở mùa giải 2024-2025. Cầu thủ người Brazil đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Kylian Mbappe khi ngôi sao người Pháp phải thích nghi với môi trường mới tại Real Madrid. Anh cho rằng trách nhiệm của đội bóng là giúp Mbappe ổn định và thoải mái với câu lạc bộ mới. Kylian Mbappe đã gia nhập Los Blancos theo diện chuyển nhượng tự do vào tháng 6 từ Paris Saint-Germain. Sau khi Mbappe chuyển đến Real Madrid, đã có một số quan ngại cho rằng sự hiện diện của anh sẽ gây ra bất đồng trong phòng thay đồ. Đồng thời, hai cầu thủ chạy cánh người Brazil của Real Madrid là Vinicius và Rodrigo, những người đã tỏa sáng ở mùa giải trước, có thể sẽ dẫm chân với vị trí của Mbappe. Tuy nhiên, Vinicius, một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng 2024, đã xua tan những quan ngại trên. Anh trấn an người hâm mộ và giới truyền thông rằng không có vấn đề gì khi họ chơi cùng nhau cả. Việc anh và cao đội tại Real Madrid cần làm gì để giúp Mbappe tỏa sáng thì Vinicius cũng đã chia sẻ rất rõ ràng trên mạng xã hội X. Sẽ rất tàn khốc. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm được những điều tuyệt vời. Chúng ta phải chăm sóc cậu ấy và làm mọi thứ có thể để cậu ấy có thể thích nghi nhanh nhất có thể. Luôn luôn khó khăn để đến một câu lạc bộ khác, nhưng chúng ta đã làm được với Jude Bellingham, người đã đến vào mùa giải trước và đã tỏa sáng. Hy vọng chúng ta có thể lặp lại điều đó với Kylian Mbappe.
Vinicius cũng không có ý định ngủ quên trên chiến thắng khi giành được cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League. Vini đặt quyết tâm mục tiêu cao hơn trong mùa giải mới. Tôi muốn giành nhiều danh hiệu hơn so với mùa giải trước, ghi nhiều bàn thắng hơn, kiến tạo nhiều hơn và tiếp tục phát triển vì tôi cũng mới chỉ 24 tuổi. Tôi ở đây 6 năm rồi, nhưng tôi không thể ngừng học hỏi từ Luka Modric và tất cả những cầu thủ khác. Luôn là một điều tốt khi có thêm một năm chơi cùng họ. Không phải Vinicius, một vấn đề lớn hơn đối với huấn luyện viên Carlo Ancelotti đó là tìm ra một vị trí phù hợp dành cho Rodrigo. Đây là một cầu thủ rất đa năng. Anh ấy thích chơi ở bên cánh trái, nhưng đã được sử dụng ở cánh phải vài năm qua để có thời gian ra sân. Với việc huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã tuyên bố rằng Bellingham sẽ tiếp tục chơi gần khung thành, vị trí của Rodrigo giờ đây sẽ trở nên là một dấu hỏi lớn. Dẫu vậy, với kinh nghiệm và tài năng của mình, huấn luyện viên lão làng Ancelotti luôn biết cách để tận dụng tối đa nguồn chất lượng cầu thủ dồi dào của mình. Vâng, sớm nhất có lẽ vào trận siêu cúp châu Âu, người hâm mộ sẽ thấy được điều đó. Thức ăn Olympic có giun? Vâng, đó là một dấu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra thưa quý vị. Xuất phát từ chia sẻ của kinh ngư Adam Pitty, phía cung cấp lương thực cho làng Olympic đã đưa ra câu trả lời. Tôi thích ăn cá, nhưng các vận động viên đã tìm thấy giun trong đĩa cá. Tiêu chuẩn ở đây không đủ tốt, chúng tôi cần những thứ tốt nhất nhưng không được đáp ứng. Đó là những chia sẻ của vận động viên người Anh, khẳng định rằng nguồn cung cấp thực phẩm chất lượng hiện tại đang có vấn đề. Đáng chú ý, theo phát biểu của vận động viên CM94, anh không đích thân tìm thấy giun mà nghe qua những vận động viên khác. Ngay sau tuyên bố này, công ty dịch vụ ăn uống Sureshow Life, đơn vị cung cấp nguồn thực phẩm cho làng Olympic, đã đưa ra câu trả lời. Không có bằng chứng nào chứng minh tính xác thực của phát biểu gây sốc này. Đây là một cáo buộc khá nghiêm trọng. Đơn vị này cũng cho biết thêm họ chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ các vận động viên của Vương quốc Anh. Sureshow Life được lựa chọn là đối tác cung cấp dịch vụ ăn uống chính thức cho Olympic Paris kể từ tháng 3 năm 2022. Mỗi ngày có khoảng 40.000 bữa ăn phục vụ cho 15.000 vận động viên tham gia tranh tài ở Olympic Paralympic tại Pháp. Ngoài ra, đồ ăn nhẹ và các loại thực phẩm khác cũng được cung cấp cho người hâm mộ tại các địa điểm thi đấu. Phía Ủy ban Olympic IOC cũng cho biết, chúng tôi luôn lắng nghe các vận động viên và rất coi trọng phản hồi của họ. Chúng tôi giữ liên lạc chặt chẽ với các chuyên gia dinh dưỡng và sẵn sàng điều chỉnh bất kỳ dịch vụ thực phẩm nào. Adam Pitty, huy chương bạc 200m bơi ếch cá nhân nam, trước đó đã từng chia sẻ, nguồn thực phẩm không đủ chất lượng với các vận động viên, chúng tôi cần những điều kiện tốt nhất để đem tới những màn trình diễn tốt nhất có thể. Tại Tokyo, chất lượng thức ăn rất tuyệt vời, tại Rio thì cũng vậy. Nhưng tại đây chúng tôi không được cung cấp đủ protein, phải xếp hàng rất dài, chờ 30 phút vì không có hệ thống xếp hàng. Thành viên của đội Anh cũng đã gây tranh cãi với lời chỉ trích nhắm vào hai thành viên của đội bơi Trung Quốc sau khi về thứ tư nội dung 4x100m hỗn hợp tiếp sức nam và chứng kiến đối thủ nhận huy chương vàng. Bạn không xứng đáng giành chiến thắng nếu gian lận. Tôi nghĩ họ sẽ biết rõ sự thật. Ngay cả khi họ về đích nhanh nhất nhưng thi đấu gian lận, điều đó không có nghĩa là họ xứng đáng giành chiến thắng, đúng không? Chi tiết vừa rồi tại Olympic cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVF Vlogs.